Hansi Flick có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều huấn luyện viên khi ông đã từng giành được cúp UEFA ba cùng Bayern Munich trước khi chuyển đến Barcelona. Thế nên ở số 14 lần này, bậc thầy tactics sẽ đưa các huấn luyện viên quay trở lại với mùa giải 2019-2020 với chiến thuật đã giúp Bayern Munich thâu tóm cúp UEFA ba dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick. Nào, hãy cùng đi sâu vào cách mà đội hình này vận hành và các huấn luyện viên hãy áp dụng nó thử vào tựa game FC Online nhé. Bayern Munich sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, một đội hình mang đến sự linh hoạt cao và khả năng pressing cực kỳ hiệu quả. Sơ đồ này giúp Bayern kiểm soát bóng ở tuyến giữa, đồng thời tạo sức ép lên hàng thủ đối phương một cách liên tục. Đầu tiên, ta sẽ nói đến vị trí của Robert Lewandowski, người đóng vai trò trung tâm trên hàng công của Bayern Munich với khả năng dứt điểm xuất sắc và sự chọn vị trí thông minh. Lewandowski không chỉ làm tường để các đồng đội của anh dứt điểm mà còn luôn sẵn sàng đón các pha bóng từ hai biên hoặc trung lộ. Anh em, hãy đặt chiến thuật đơn AR1 và SR1 để cầu thủ tích cực di chuyển vào khoảng trống, liên tục uy hiếp hàng thủ và đón những pha chọc khe từ đồng đội. Anh em có thể lựa chọn ngay Lewandowski ở hai mùa thẻ là UT và CAP, khi ở hai mùa thẻ này đều sở hữu tốc độ ở mức ổn cùng hai chân 5 năm và một kỹ năng dứt điểm cực kỳ ấn tượng để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe cho vị trí này. Hỗ trợ cho tiền đạo người Ba Lan sẽ là hai cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ là Gnabry và Coman. Hai cầu thủ này đóng vai trò mở rộng biên, tạo không gian cho các cú dứt điểm. Gnabry và Coman di chuyển linh hoạt, không chỉ xâm nhập vòng cấm để ghi bàn, mà còn sẵn sàng có những pha phối hợp trong biên hoặc kéo hậu vệ đối phương ra xa. Các huấn luyện viên chỉ cần lựa chọn những cầu thủ có tốc độ, khả năng rê bóng tốt để tạo đột biến ở hai hành lang biên. Một số cái tên mà các huấn luyện viên có thể nghĩ đến ở hai vị trí này là Ronaldinho, Pele, Neymar hay Vinicius. Nhắc đến Thomas Müller, ta sẽ luôn nhớ đến anh như là một kẻ săn khoảng trống, luôn biết cách xuất hiện ở các vị trí nguy hiểm, tạo ra cơ hội ghi bàn hoặc là đầu mối phối hợp với những cầu thủ phía trước. Ở mùa giải đó, Müller đã khắc họa rất rõ nét những điểm mạnh của anh. Müller hỗ trợ tiền đạo cắm bằng những pha chuyền bóng rất tinh tế hoặc dứt điểm từ tuyến hai khi bóng đến chân. Trong FC Online, các huấn luyện viên nên đặt chiến thuật SR2, điều chỉnh công thủ ở mức 3 và chọn những cầu thủ có khả năng chuyền bóng vào chọn vị trí cao. Điều này giúp các cầu thủ chơi vị trí CAM vừa hỗ trợ tốt trong các pha bóng ngắn trung lộ, vừa linh hoạt băng vào vòng cấm khi có cơ hội. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến vị trí của Kimmich và Thiago, những người đảm bảo sự công bằng giữa công và thủ ở tuyến giữa. Kimmich sẽ là người chơi thấp nhất của hàng tiền vệ và chơi như một tiền vệ mỏ neo. Anh giữ vị trí và triển khai bóng từ tuyến dưới. Còn Thiago với khả năng chuyền dài và kiểm soát nhịp độ sẽ hỗ trợ cho Kimmich trong việc triển khai bóng lên phía trên. Anh sẽ thường xuyên mở ra những pha tấn công ra hai hành lang cánh để tận dụng tốc độ của bộ đồ chạy cánh. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với hai hậu vệ biên, những người thường xuyên được yêu cầu dâng cao để tham gia tấn công. Alphonso Davies sở hữu tốc độ đột phá, liên tục tạo áp lực bên phía cánh trái, trong khi đó Pavard ở cánh phải lại linh hoạt giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công. Điều này giúp Bayern Munich tạo ra một bộ đôi tấn công biên rất mạnh mẽ lẫn bảo vệ tốt khu vực phía sau. Còn đây chính là chiến thuật chung để các huấn luyện viên tham khảo và áp dụng vào đội hình của mình. Anh em nên chỉnh một cách phòng thủ là áp lực và xây dựng lối chơi là trạng thái nhanh để tái hiện được phong cách thi đấu mà Bayern Munich đã áp dụng trong mùa giải đó nhé. Như vậy là chúng ta đã điểm qua toàn bộ chiến thuật đã giúp Bayern Munich vô địch Champions League mùa 2019-2020. Đây là một chiến thuật cực kỳ hiệu quả cho các huấn luyện viên muốn kiểm soát trận đấu và gây sức ép lớn lên đối thủ. Hy vọng bậc thầy tactics lần này đã giúp cho các huấn luyện viên hiểu rõ về cách vận hành lối chơi pressing và triển khai tấn công mạnh mẽ trong từ game FC Online. Đừng quên, series bậc thầy tactics sẽ được phát sóng vào 19 giờ tối thứ năm mỗi 2 tuần trên các kênh sóng của FC Online Việt Nam. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn tìm hiểu về chiến thuật của một đội bóng nào cụ thể, các huấn luyện viên đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong bậc thầy tactics.